Bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu những cái lá thư rất là nhơ nhớp của lịch sử, nói lên cái chữ hèn với chặt. Mà trước khi nói đến cái những lá thư đó thì xin giáo sư nói sơ qua về cái bối cảnh chung, tại sao mà đưa đến những cái cảnh vua Thành Thái bị bắt, hoặc là đưa đến cái cảnh mà mâu thuẫn giữa hai phe Vatican và Pháp. Đây là tôi muốn nói đến cái sự mà đồng sàng và dị mộng giữa Pháp và Vatican. Vatican là một thế lực chủ động vận động Pháp đánh chiếm Việt Nam mà 3 lần, nhưng mà người Pháp sau cách mạng Pháp họ chịu ảnh hưởng nặng của tinh thần Pháp, họ không có ưa gì giáo hội La Mã và họ đã trục xuất giáo hội La Mã khỏi chính quyền bằng cái điều khoản uy vào hiến pháp tách rời giáo hội La Mã ra khỏi chính quyền. Thế nhưng mà khi mà họ chuyển hướng sang đánh chiếm các nước như chậm tiến như nước nước chúng ta thì họ lại cần cái sự cộng tác của Vatican để cung cấp những tin tức tình báo và những cái đội quân nội trùng bản địa là các quân chiên, cho nên họ đi với nhau là họ cần Vatican giúp đỡ họ mặt như vậy, và trái lại Vatican cần cái binh lực của Pháp để chiếm. Nhưng mà trong cái thời gian mà tiến chiếm hành quân cho đến lúc mà đánh chiếm được đất nước rồi thì họ thân thiết khăng khít với nhau, nhưng mà khi đến bước vào cái giai đoạn thiết lập bộ máy cai trị thì họ bắt đầu hụt hẫng với nhau và tranh giành hơn thua. Thì Vatican đã tìm cách dùng những cái thủ đoạn định hất Pháp ra bằng cách giữ triều đình Huế lại làm bù nhìn cho Vatican và hất Pháp ra khỏi, giống như họ đã làm ở Nam Mỹ mà họ hất Tây Ban Nha ra khỏi, họ biến cái bọn bọn lính bọn quân chiên bản địa thành cái chính quyền độc tài tay sai của họ. Cái sự bùng nổ này bắt đầu công khai ra giữa ở Đông Dương vào đầu thập niên 1890. Đúng vào cái lúc đó thì ông Thành Thái là cái người vừa mới được đưa lên ngai vàng làm tay sai cho họ, mà lúc đó Thành Thái mới 10 tuổi. Vatican liền nghĩ đến kéo Thành Thái làm con bài để cho Vatican sai khiến, mới tìm cách vận động đưa ông Ngô Đình Khả vào tổng lý đại hành vào giữ một cái chức vụ kế cận ông Thành Thái, để dạy dỗ ông Thành Thái đi theo Vatican thì sẽ được Vatican hỗ trợ. Và Thành Thái thì bây giờ ở vào cái tuổi ngây thơ bé dại, dĩ nhiên là đã bị thuyết phục theo, thì họ có ý định là nếu mà được ông Thành Thái đi theo thì dùng triều đình ấy trục xuất người Pháp ra khỏi cái chính quyền và thi hành cái kế hoạch mà gọi là kế hoạch Quy Nghĩa, diệt hết tất cả những giới nho sĩ và tất cả những người Việt Nam khác tôn giáo, như là cái thánh lệnh mà họ đã ban hành gọi là Romanus Pontifex mà ông Linh Mục Trần Tâm Tĩnh đã nói rõ ở trong trang 14 và 15 trong cái cuốn sách Thập giá và lễ gương của ông. Không biết người Pháp họ biết như vậy hay họ không biết như vậy thì không biết, nhưng mà có lẽ là họ biết, họ để cho ông Ngô Đình Khả thuyết phục ông Thành Thái có cái hành động chống họ. Rồi sau đó vào năm 1907 thì họ hốt ráo cả ông Thành Thái bắt bỏ tù và bãi chức ông Ngô Đình Khả đối với vườn. Như vậy là họ làm một cú gọi là nhất thạch nhị điểu. Thế thì ông Thành Thái đây đó, thì khi mà bị giam ở Vũng Tàu là bắt đầu từ giam vào khoảng năm 1917 07 cho đến năm 1914 thì ông có viết một cái lá thư. Cái lá thư này thì rất là có những cái ngôn từ rất là hèn hạ, mất hết tư cách của một người Việt Nam, lẫn mất tư cách của ông vua, mất hết cả thể diện của một cái quốc gia ấy. Thế mà giáo hội La Mã lại nói ngược rằng Thành Thái là ông vua yêu nước. Thế Thưa bây giờ trở ngược lại một chút trong lịch sử, để mà nói về cái lá thư mà ông Petrus Trương Vĩnh tức là Ký theo gửi Petrus. tổng chỉ huy hạm đội Pháp. Thưa giáo sư nói một tí về cái bối cảnh để do có cái lá thư của ông Petrus Ký. Cái bối cảnh về cái con cái lá thư Petrus Ký là cái chuyện này nó xảy ra vào khoảng giữa thập niên 1850 đầu đó. Tôi cũng xin nói rõ là vào năm 1816 thì vua Gia Long mới quyết định đưa Hoàng Tử Đảm là người con trai thứ tư của nhà vua lên chuẩn bị
là ngôi Đông Cung Thái Tử để chuẩn bị khi nhà vua băng hà, thì ông đã có một cái ngôi Thái Tử lên, Đông Cung Thái Tử lên ngôi ngôi. Cái hành động này của vua Gia Long bị các nhà truyền giáo thân cận với nhà vua bây giờ, với lại ông Lê Văn Duyệt phản đối kịch liệt. Họ lấy cớ rằng cái ngành vua, cái ngôi vua đó phải dành cho cái ngành trướng, mà ngành trướng là Hoàng Tử Cánh, là một con chiên đã rửa tội theo đạo do ông Bán A Lạc đỡ đầu. Và người con của Hoàng Tử Cánh bây giờ là Hoàng Tôn Đán, thì dĩ nhiên là người mà cũng được giáo hội nâng đỡ, và cũng có thể là con chiên của giáo hội La Mã. Và nhất là ông Hoàng Tôn Đán này lại còn nhỏ tuổi, dễ cho họ điều khiển. Mặc dù họ phản đối như vậy, nhưng mà vua Gia Long vẫn cương quyết thi hành theo cái quyết định của ông, là đưa Hoàng Tử Đảm lên làm Đông Cung Thái Tử. Đến năm 1820 thì vua Quang Trung băng hà, vua Minh Mạng lên nối ngôi. Trước khi vua Minh Mạng lên nối ngôi thì cũng biết chuyện là ông được chọn lên ngôi vua như vậy là bị cái đám truyền giáo với lại Lê Văn Duyệt chống đối mãnh liệt, cho nên khi ông làm vua rồi thì ông lạnh lùng lãnh đạm đối với lại bọn truyền giáo và ông Lê Văn Duyệt. Cái bọn truyền giáo biết rõ như vậy không còn nhờ cậy được cái chính triều đình Huế nữa, họ quay ra họ xúi dục giáo dân là không tuân phục triều đình Huế và chỉ tuân phục cái lệnh của giáo hoàng ở La Mã. Thế cái sự xúi dục này đó thì đã được ông sử gia Nguyễn Xuân Thọ ghi rõ trong cái tác phẩm của ông nơi trang 17, là người công giáo quân chiên thì không phải tuân hành lệnh truyền của các chính quyền của họ, mà chỉ biết tuân hành lệnh của giáo hoàng ở Roma thôi. Cái sự dạy dỗ như vậy và quân chiên Việt Nam là thuộc loại cuồng đạo, cho nên đã nghe những cái lời của các nhà truyền giáo dạy như vậy và họ quay ra không đóng thuế cho triều đình, không đi lính cho triều đình, không đi phu cho triều đình, và dĩ nhiên triều đình phải có dùng biện pháp mạnh để bắt họ phải theo luật. Sự căng thẳng giữa cái cộng đồng giáo dân với đại triều đình Huế, và đồng thời họ cũng đánh phá các làng lương, họ tìm cách họ đánh phá làng lương vì triều đình Huế bây giờ, triều đình Huế bây giờ cũng hơi yếu. Thế thì do đó có cái phong trào gọi là Bình Tây Sát Tả nổi lên, thì ông Trương Nguyễn Ký ở miền Nam này, cái thiểu số công giáo cũng bắt đầu sợ, cho nên khi mà Pháp, chiến tàu Pháp đã dập đình ở ngoài khơi Việt Nam, thì ông Trương Nguyễn Ký bây giờ đã ở Penang về, có khả năng tiếng Pháp, mới viết lá thư yêu cầu quan chỉ huy mấy chiến tàu ở ngoài khơi phải mau mau đánh vào Việt Nam để cứu giáo dân Việt Nam. Cái lá thư đó tôi xin nhờ ban biên tập Thái Kiếm đọc dùng. Thưa, đây là cái phóng ảnh của lá thư mà Petrusky gửi cho tổng chỉ huy hạm đội Pháp. Thì cái lá thư này được đăng trong cái cuốn sách Các Vua Cuối Đời Nhà Nguyễn, Houston, Texas Văn Hóa, của nhà văn Nguyên Vũ, của tất sử gia Vũ Ngự Chiêu, và xin đọc lại cái câu dịch ngắn ngủi như thế này. Ở trong cái lá thư này thì ông Nguyên Vũ ông đem nhiều cái ông chồng lại, thành ra chúng ta rất là khó đọc và chỉ có thể đọc được cái bản dịch thôi. Cái câu nó như thế này: hãy thương xót chúng tôi, hãy thương xót chúng tôi, các ngài là những vị giải phóng chúng tôi, và bàn tay của kẻ thù đã chạm đến chúng tôi rồi. Và tuy nhiên, nỗi đau đớn của chúng tôi đã thúc đẩy chúng tôi cầu khẩn đến quyền lực của Ngài, và bộc bạch từ tận đáy sâu tấm lòng của chúng tôi đến sự cẩn trọng và khôn ngoan của Ngài. Ông Trương Vững Khí đã không tham gia vào cái phong trào đánh đuổi thực dân như bao nhiêu người khác. Trái lại, ông còn viết thư cho viên trung tá thực dân nói trên, yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam, mà họ Trương gọi đó là kẻ thù. Thư nói trên viết tay vào cuối tháng 3 năm 1859, lúc đó Trương 22 tuổi, mà cũng có một cái đoạn như sau nữa: nhưng tôi
Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Kitô kính dâng lên Ngài lời cầu xin của chúng tôi, nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đình gây ra. Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù của chúng ta. Tiếp theo đây chúng tôi xin đề cập đến cái lá thư với những ngôn ngữ rất là hèn hạ, mất hết tư cách của nhà vua. Đó là lá thư của ông Thành Thám. Tôi xin nhờ ban biên tập đưa cái lá thư đến cho mọi người coi và đọc những cái lời lẽ rất là hèn hạ của ông vua thiếu tư cách này. Thưa quý vị, đây là phóng ảnh của vua Thành Thái và đây là phóng ảnh lá thư trang thứ nhất và trang thứ nhì. Xin để đây trong lúc chúng tôi đọc cái bản đã đánh máy ra. Thư vua Thành Thái gửi quan toàn quyền Đông Dương ngày 17 tháng 11 năm 1914, quan toàn quyền Đông Dương Hà Nội bẩm quan lớn nguyên hồi hai nhà nước bảo tôi vô đất Nam Kỳ, thì ông Le Resident Superior An Nam nói cùng tôi rằng hãy gắng mà quên mà tuân lệnh hai nhà nước đặng được vô xứ Nam Kỳ, tránh tiếng ít lúc đã, làm chi lâu ngày thì hai nhà nước cũng suy nghĩ lại mà cho về Huế làm chức hoàng phụ vậy. Từ ngày ấy đến nay kể đã có 8 năm rồi. Khi đời ông Klobukowski thì tôi có kêu nài một lần rồi mà ông ấy nói rằng để thông thả đã, kẻo nay còn ít ngày lắm. Chưa được. Chưa cho được. Từ hồi đó đến nay cũng đã có 5 năm rồi, nên nay tôi dám xin kêu ngài này một lần nữa, xin nhờ quan lớn xin cho tâu cùng đức giám quốc ra ơn cho tôi trở về xứ. Tôi là một ông hoàng như các ông hoàng khác vậy, chứ tôi không dám ước ao chuyện gì hết cho khỏi đau đớn, kẻo tôi ở xứ Nam Kỳ hay đau đớn cực khổ lắm. Vả lại Sa Majesty Duy Tân cũng thường buồn rầu than khóc với tôi hoài, nói rằng con một đường, cha một ngã khốn khổ lắm, vậy xin đức giám quốc ra lòng công bình nhân đức tha tội cho tôi, đặng về xứ sở tôi, kẻo tôi bị đày biệt xứ đã 8 năm rồi, mà tôi vẫn giữ phép tắc, luôn luôn trung với mẫu quốc, luôn luôn trăm lạy quan lớn, xin quan lớn làm cái ơn mọn này cho tôi với, thì tôi cam đức quan lớn cho tới cùng. Theo đây, tôi cũng có nhờ quan lớn làm phước trao dùm cái phong thơ chữ nhu mà tôi gửi cho triều đình An Nam. Đặng tôi xin về Huế, trăm lại quan lớn xin tha tội mà nhậm lời xin của tôi, nay muôn kính ký tên Bửu Lân. Và sau đây xin giáo sư nói một tí về cái bối cảnh của lá thư mà ông giám mục Ngô Định Thục gửi cho đô đốc Jean de Coux. Toàn quyền Đông Dương. Thưa quý vị, cái bối cảnh mà đưa đến ông giám mục Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long viết lá thơ cho toàn quyền Đông Cung để xin gia ơn tha thứ cho tội lỗi, tội ác của ông Ngô Đình Diệm là như thế nào. Vào năm 1933 có sự tranh chấp chức vụ lại bộ thượng thư, giữa một bên là ông Ngô Đình Diệm được khâm sứ của Pháp ở tại triều đình Huế đỡ đầu, và ông Phạm Quỳnh được toàn quyền Pasteur và giám đốc Ti Liêm Phóng là Mạc Ti đỡ đầu. Hai bên tranh chấp nhau vì cái thế lực của ông Phạm Quỳnh lớn hơn là vì toàn quyền Pasteur, và Phạm Quỳnh lại là một người có khả năng tiếng Pháp và kiến thức sâu rộng, còn trái lại ông Ngô Đình Diệm thì học lực quá kém, phải nói là mới học đến lớp 9 ở bậc trung học rồi được đưa vào trường học trường học bổ, cho nên tất cả mọi thứ là chỉ có cái kiến thức mà tuân lệnh của tòa thánh Vatican, cho nên ông Phạm Quỳnh đã được giữ lại làm cái chức quan tương đương với lại bộ thượng thư, và ông Ngô Đình Diệm bị loại ra khỏi cái chức vụ đó. Vì mất chức như vậy cho nên ông Ngô Đình Diệm bất mãn và quay ra hướng về Nhật để tìm cách gia nhập cái phong trào của ông Cường Đế. Ông Cường Đế đã được người Nhật được cái phong trào của cụ Hoan Bộ Châu đưa sang bên Nhật để Nhật đỡ đầu, và mục đích của ông Cường Đế để gia nhập đỡ nhờ Nhật để mà giúp đỡ
để trở về được làm vua, để giành cái ngôi vua của ông Bồ Đại, chứ không phải là ông Cường để giúp gì cho dân tộc. Thì ông Ngô Đình Diệm tìm cách gia nhập vào đó với hy vọng rằng nếu Nhật thắng thế thì ông Cường Đế sẽ được đưa Nhật đưa về làm vua, và ông Ngô Đình Diệm sẽ được đưa lên làm thủ tướng. Thế thì người Pháp ta biết rõ là cái hành động như vậy là phản lại nước Pháp, cho nên Pháp nó mới bắt ông Ngô Đình Diệm. Và vì nó bắt ông Ngô Đình Diệm thì vào cái thời kỳ đó là vào khoảng năm 1944, đến lúc bây giờ ông Đờ Phu làm toàn quyền Đông Dương và ông Ngô Đình Thục bây giờ đang làm giám mục Vĩnh Lăng, thì mới viết lá thơ để cầu cứu van xin vị toàn quyền, đem cái công lao mồ hôi huyết tán của ông Ngô Đình Khá là thân bộ của cả hai ông Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm để kể công với Pháp, để họ thương tình gia ơn tha tội cho ông Ngô Đình Diệm. Tôi nhờ ban biên tập sẽ giếm đọc cái lá thư này. Thư này có đến 2 trang thì rất là dài, nguyên văn bằng tiếng Pháp đấy, nguyên văn bằng tiếng Pháp, thì không biết quý vị có thể thấy từ đấy hay không. Ở đây là cuối thư, ở đây là đầu thư. Tòa truyền giáo Vĩnh Long, đây là bản dịch, ngày 21 tháng 8 năm 1944. Thưa Đô Đốc, một linh mục từ bổn tòa được phái đi Sài Gòn để lo việc cho chủng viện, vừa cho chúng tôi biết rằng hai người em của tôi đang bị truy tố tại Huế vì đã lâu không nhận được tin tức gì từ Huế. Tôi không biết là điều tôi vừa được báo cáo có đúng sự thật hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến nỗi đau đớn và sự bất nhẫn rất đúng mà chắc là Đô Đốc đã cảm thấy nếu sự truy tố các em tôi là có thật. Tôi vội viết thư này để bày tỏ với Đô Đốc nỗi đau đớn lớn lao của tôi về việc này. Nếu hoạt động của hai em tôi được chứng tỏ là có hại cho quyền lợi nước Pháp, thì với tư cách của một giám mục, của một người An Nam và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam và đã nhiều lần đưa mạng sống cho Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy tại Nghệ An và Hà Tĩnh, tôi tự đáy lòng không chấp nhận hoạt động của các em tôi. Thưa Đô Đốc, tôi tuyên bố như vậy không phải với mục đích bảo toàn địa vị cá nhân của tôi, bởi vì nếu xét rằng cá nhân hèn mọn của tôi có thể phương hại đến quyền lợi của đạo, tức là đạo Thiên Chúa, tôi sẽ vui vẻ rời khỏi tòa giám mục này ngay. Lời tuyên bố của tôi chỉ có mục đích là tỏ cho Đô Đốc thấy rằng lòng tin tưởng triều mến của Đô Đốc đối với tôi đã không bị đặt vào một kẻ bất xứng hay vô ơn. Thưa Đô Đốc, tôi chưa bao giờ tiếc là đã xa Huế như thế này. Giá có mặt ở đấy thì tôi đã có thể khuyên răn các em tôi tốt hơn. Và khi chuyện xảy đến, tôi đã có thể chống lại các chủ đích của các em tôi. Nếu quả thật các em tôi có nghĩ đến những dự định có thể gây hại cho quyền lợi nước Pháp, có thể tôi lầm. Tuy nhiên, thưa Đô Đốc, tôi xin thú thực là không tin cho đến khi được chứng minh ngược lại rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế. Một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha của những quan lại bây giờ hầu hết đều chống lại Pháp và chỉ quyết định thiên về Pháp khi thấy có lợi. Ngay chính các em tôi đã từng liên tục đưa mạng sống ra vì nước Pháp trong cuộc nổi loạn của Cộng sản. Diệm, người em kế tôi, suýt đã phải ngã gục dưới những phát súng của một Hoa Kiều chợ lớn được phái đến Phan Rang với mục đích hại Diệm. Phan Rang là nơi mà Diệm đã mãnh liệt chống giữ lối xâm nhập vào An Nam của các cán bộ Cộng sản từ Nam Kỳ phái đến. Lẽ tất nhiên, sự tận tụy của các em tôi trong quá khứ không phải là điều nêu ra để làm cớ mà biện hộ cho hoạt động bất cẩn của họ ngày hôm nay, nếu sự bất cẩn này được chứng tỏ là điều đã gây nên tội. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là tôi đã làm chuyện vô ích khi kêu gọi đến sự khoan hồng đầy xót thương của Đô Đốc hầu xét với hảo ý trường hợp các em tôi. Đô Đốc không phải là người chỉ xét đến hiện tại mà lại bỏ quên đi quá khứ. Tôi nêu ra điều này khi xét rằng thân phụ tôi là Ngô Đình Khả đã từng được vinh dự phục vụ nước Pháp dù sinh mạng bị hiểm nguy, và khi xét đến quá trình lâu dài của các em tôi, một quá trình được hình thành bằng lòng tận tụy vô bờ của các em tôi đối với nước Pháp
mà không sợ phải hy sinh mạng sống của mình cho nước Pháp. Thưa Đô Đốc, một lần nữa bày tỏ với Đô Đốc tất cả niềm đau đớn của tôi trong vụ này. Tôi xin Đô Đốc vui lòng nhận nơi đây lời kính chào trân trọng nhất của tôi. Ký tên Ngô Đình Thục. Qua những cái lá thư trình bày trên đây thì chúng tôi thấy rằng là tập thể quân chính người Việt, từ cái lá thư đầu tiên của ông Trương Vĩnh Ký gửi cho đại quan Pháp chỉ huy các chiến tàu ở ngoài khơi tiến vào đánh Việt Nam gấp rút, cho đến lá thư vua Thành Thái là người được Pháp sử dụng để làm đầy tớ cho Vatican và Pháp, đến lá thư của ông Ngô Đình Thục gửi cho đời cụ, đều nói lên cái sự tận tụy của tập thể quân chiến đối với lại giặc Pháp ấy. Thế mà họ lại nói ngược rằng là những cái người mà đã tranh đấu, những cái thế lực đã tranh đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc là giành lại độc lập, chủ quyền độc lập cho dân tộc và đem lại thống nhất cho đất nước, họ lại nói ngược là những người đó là Việt Giang, là phản quốc, là tội đồ của dân tộc. Trong khi đó thì chính họ là những cái người mà đi hầu hạ đế quốc, làm tay sai cho đế quốc sập dân, hết giặc Pháp thì đến đi cộng tác với Nhật, giặc Nhật, rồi lại sau đó lại đi với Mỹ để xé nước Việt Nam ra làm hai mảnh, để biến miền Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng biệt, làm cho nước Việt Nam nhỏ yếu đi để cho các cường lân dễ dàng xâm chiếm, làm hại cho dân tộc. Đến như vậy mà họ lại xưng là họ là người quốc gia chân chính yêu nước, thì điều đó quả thật là quá ư khôi hài và quá ư là trắng trợn. Đến đây chúng tôi kết thúc bài nói chuyện này. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo.